Bộ lưu điện cho camera anh em nhá. À lộn, camera cho cửa cuốn anh em nhá. Đây, bộ điện cho cửa cuốn này. Cái hàng này của anh khách anh đang gửi về để cái anh nâng cấp anh em ạ. Hàng của nó là chất lượng ấy. Dòng này nhỏ gọn nhẹ lắm. Anh em nào mà lắp cửa cuốn thì có nên cân nhắc qua cái dòng này nhá. Đây, cho anh em xem rồi bên trong này. Cái chiếc này là vừa mới tiến hành tháo ra thôi. Anh này anh gửi về định là độ pin anh em ạ. Nhưng mà máy, cái khuôn máy nó hơi bé, độ pin nó hơi phí, mà lại chỉ dùng có hệ 12 nên là đang khuyến cáo anh ấy là thôi không nên độ anh em ạ. Chạy bản thường rồi. Đây. Đây phần nội thất thất bên trong anh em nhé. Đấy, anh em nhìn rất rõ đúng không? Dòng này được trang bị cấu hình mạnh phết, mà mạch miếc phải nói là phủ keo cẩn thận anh em ạ. Anh em mua thì cân nhắc các cái dòng này được ấy. Chuẩn. Trang bị ở đây là bình 12V nhá. Bình 12 này là dung lượng của nó là 14. 14 thì không biết, 14 xịn hay không thì không biết, nhưng mà to phết, nặng anh em ạ. Trông đầm đầm chắc lắm. Đây. Bên rìa nó thì sẽ trang bị cho anh em là bằng cỡ là xem này. Ở đây là khắc laser anh em ạ. Rất là chắc chắn luôn. Ở đây là có nút báo pin này, báo điện này, báo mã với cả báo cái gì đây này, đóng mở nguồn này. Để bật nguồn này, cấp điện hệ thống này, rồi. Cấp điện hệ thống này. Có đèn báo này. Ở đây hình như là có cả một module wifi anh em ạ. Tức là module nó giúp anh em điều khiển. Hiện đại phết. Hiện đại lắm anh ạ, con này nói chung là cao cao cấp ấy. Có cả cầu chì nhá, anh em nào mà dùng chẳng may nó có hỏng thì anh em bấm đây. Đây là cầu à, cầu chì đút. Cầu chì đút ấn vào xong mới rút ra được, ấn vào xong vặn thì nó mới ra. Đấy dòng cầu chì cao cấp á. À, anh em nào mà các cái máy tầm khoảng 600 thì là dùng được dòng này nhá. Tức là các mẫu cửa cuốn loại nhỏ là dùng được loại này. Đây, mạch đẹp lắm. Nhỏ gọn nhẹ. Dòng này thì anh em không nên nâng cấp sang pin lithium anh em ạ, bởi vì nâng cấp dòng này tốn tiền lắm, mà nó chạy hệ 12 nó không có mạch smart để theo dõi qua app điện thoại đâu. Nên anh em chỉ dùng loại bình thường thôi. Còn nếu mà sau này anh em mà lên hệ 24 ấy, mà tức là dùng loại to nó gấp đôi như này, thì anh em lắp sang mạch smart thông minh thì thôi tuyệt vời anh em ạ, dùng đã lắm. Cái dòng này thì không nên nhá. Dòng này khuyến cáo không nên lắp mạch thông minh, lắp mạch thường thôi. Bởi vì hệ 12 thì là có một bình thôi, sẽ không bao giờ sợ là đo sai. Còn nếu hệ 24 là hay lắp nối tiếp hai bình thì nó xảy ra tình trạng là lệch điện, bởi vì nội trở bình nó khác nhau mà. Lúc nạp xả xong nó không cân thì nó sinh ra tình trạng là lệch điện trong bình, thành ra người ta mới tính đến phương án là lắp kiểu nối tiếp lên. Thế 24 sau đó là dùng mạch thông minh để theo dõi chạy bền hơn. Còn 12 thì không cần thiết nha. Đấy, bộ lưu điện cửa cuốn. Đầu này cấp điện vào này anh em này, dây rất đẹp này, chất lượng này. Đấy, cắm vào đây. Cắm đây xong thì anh em cấp điện ra bên này thôi, bấm khởi động thôi. Dòng này bền lắm, anh em cứ dùng tầm 2 đến 3 năm thì sau nó hỏng thì thay bình thôi. Chứ mạch nó không hỏng đâu. Bởi vì mạch này thứ nhất là bền nhá, thứ hai là phủ keo anh em nhìn này. Cái keo này thì dính thôi mẹ chắc quá chắc luôn này, nhìn này. Đấy, làm sao mà nó lỗi được. Chuột thạch sùng không chui được nhá. Vỏ rất là kín luôn. Cực kín luôn anh em ạ.